Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ nối tiếp cho biết Đảng Cộng Hòa tranh cử sơ bộ quyết liệt tại Indiana và West Virginia. Cuộc đua tại bang West Virginia và Indiana giữa các ứng cử viên nỗ lực chứng tỏ trung thành với Tổng thống Donald Trump sẽ nổi bật trên danh sách ứng cử của các cuộc đua tranh sơ bộ gây cấn của Đảng Cộng Hòa tại 4 tiểu bang trong ngày 8 tháng 5. Đảng Cộng Hòa đang nhắm mục tiêu vào hai chiếc ghế thượng viện trong cuộc bầu cử vào tháng 11 hiện do Đảng Dân Chủ nắm giữ. Đó là Thượng nghị sĩ Joe Manchin của West Virginia và Thượng nghị sĩ Joe Donnelly của Indiana. Có hai tiểu bang mà Tổng thống Trump đã giành thắng lợi với tỷ lệ cách biệt trên 10% vào năm 2016. Donald Trump đã tìm cách xen vào cuộc đua ở bang West Virginia vào thứ Hai bằng việc kêu gọi các cử tri Cộng Hòa loại bỏ cục điều hành trong ngành than đá là ông Don Blankenship, người vừa ra tù vào năm ngoái vì trước đó đã vi phạm quy định an toàn để dẫn đến tai nạn vào năm 2010, làm cho 29 thợ mỏ đã bị thiệt mạng. Donald Trump bày tỏ lo ngại rằng ông Blankenship không có khả năng thắng nổi ông Manchin trong cuộc bầu cử vào tháng 11.